rùng mình với công nghệ rút xương chân gà bằng miệng, tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe. Chân gà là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhất là với dân nhậu. Tuy nhiên, món ăn này lại đang trở thành ác mộng bởi những cách chế biến mất vệ sinh an toàn thực phẩm khiến ai cũng phải hãi hùng. Từ trước đến nay, chân gà đã trở thành đặc sản ở các quán ăn, quán nhậu tại nhiều thành phố lớn trên toàn quốc. Đối với các tín đồ ăn uống, món chân gà nướng hoặc chân gà rút xương là một trong những tiên khóa khẩu để nhâm nhi cùng bạn bè. Nhất là vào những ngày đầu, đông lạnh giá như thế này, cầm chiếc chân gà nóng hổi cùng ly trà nóng thì còn gì bằng. Tuy nhiên ít ai biết rằng, trước khi đưa lên bàn nhậu bằng những đĩa thực đẹp mắt, thì chúng đã được phù phép bằng những cách chế biến vô cùng mất vệ sinh. Có bao giờ bạn tự hỏi, từ đâu mà có nhiều chân gà đến vậy? Hay món chân gà rút xương được thực hiện như thế nào với số lượng lớn chưa? Toàn bộ thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ở đây. Cùng điểm qua những thông tin về món ăn khoái khẩu, chân gà khiến chúng ta không khỏi ngùng mình dưới đây nhé. Rút xương chân gà bằng miệng. Mới đây một clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trong đoạn clip ghi lại cảnh một xưởng buôn chân gà được cho là ở Thái Lan đang ngồi rút xương như một cái máy bằng miệng. Rùng mình với công nghệ rút xương chân gà bằng miệng, nhìn thôi cũng sững tóc gáy. Sau khi đoạn clip này được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã phải nổi da gà bởi công nghệ rút xương mới được tạo ra. Bình thường cần phải có thiết bị để hỗ trợ việc rút xương. Tuy nhiên, những chủ buôn ở đây lại chọn một cách ít tốn công nghệ hơn là rút xương bằng miệng. Có vẻ như việc chế biến mất vệ sinh hay ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng đã không còn quan trọng bằng những lợi nhuận trước mắt mà các chủ buôn thu được. Cách làm trên khiến không ít người tự hỏi liệu rằng những chiếc chân gà mình đã ăn có bao giờ trong đó được rút xương bằng miệng của người khác. Cách dân buôn thường sử dụng nhất chính là bơm nước để tăng trọng lượng chân gà. Càng bơm căng nước vào chân gà thì trọng lượng càng tăng. Chỉ cần bán một số lượng chân gà nhỏ cũng đủ mang về cho họ cả đống lợi nhuận. Một chủ buôn tiết lộ cách người ta bơm nước vào chân gà là bằng kim tiêm. Chân gà sau khi bơm nước trọng lượng tăng tương đương 50ml nước. Bơm nước vào chân gà để tăng trọng lượng. Có một cách để phân biệt chân gà bơm nước hay không là nhìn vào các ngón chân của nó. Chân gà chưa bơm nước thì bốn ngón cong gập hẳn vào. Khi nắm hay bóp sẽ phồng thịt ra. Còn chân gà đã bơm sẽ ra rất nhiều nước. Bốn ngón duỗi căng và to. Hoặc một lúc sau chân gà sẽ ướt như mới thấm qua nước. Chân gà xòe ra là đã được bơm nước căng bọng, còn chiếc chân gà gập vào chưa được bơm nước. Chân gà thối đóng container nhập khẩu sang Việt Nam. Tại nhiều thành phố lớn thì chân gà nướng là một trong những món ăn có sức tiêu thụ lớn vì giá rẻ. Chính vì giá rẻ bất ngờ nên nguồn gốc của nó cũng được đánh vào dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, được quảng cáo có nguồn gốc rõ ràng, nhưng đa số chân gà được thu mua từ các đầu mối cấp 2. Chân gà nhiễm bẩn với giá rẻ từ chủ lò mổ gia cầm và từ các đại lý. Theo như các nguồn tin báo chí đã phanh phui, chúng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chân gà bẩn được chế biến ngay trên sân đất. Những hình ảnh về chân gà vất la liệt dưới đất đang được tẩm ướp để chuẩn bị mang sang Việt Nam được chia sẻ nhiều người lo lắng về an toàn thực sự. Hàng nghìn chiếc chân gà được vứt thành đống dưới đất, được tẩy rửa ngay trên mặt sân bẩn thỉu. Những chân gà này sau khi sang Việt Nam sẽ nhiễm nhiễm nhiên thành những món chân gà nướng thơm phức. Nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình chứ chưa nói gì đến ăn. Hàng tấn chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ được đóng gói rất sơ sài bằng thùng giấy. Lấy hóa chất tắm chắn chân gà. Nhìn chiếc chân gà tẩm ướp, nước thơm phức. Thực khách khó mà biết được hàng này được chế biến theo công nghệ tắm chắn. Hiện loại chân gà này phần lớn là hàng nhập khẩu, lâu ngày tiêu thụ không hết, lại bảo quản không đúng kỹ thuật nên dễ bị hư hỏng, biến chất, thâm đen. Chân gà được xả đông trong thùng xốp chứa hóa chất. Để phù phép chân gà lâu ngày đã có những vết thâm đen trở nên trắng phếu. Người ta cho chân gà vào thùng nhựa rồi đổ một lọ hóa chất không rõ nguồn gốc có màu trắng đục, hôi nồng nặc để ngâm chân gà. Sau 2 đến 3 giờ, số chân gà vớt ra đã chuyển từ màu thâm đen sang trắng phếu. Chân gà bổ dưỡng thì ít, có hại thì nhiều, hãy cẩn trọng trước khi ăn. Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, những chiếc chân gà thơm ngọt thực chất là chứa rất ít các chất dinh dưỡng,
Thay vì bồi bổ cơ thể thì nó lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, khi di chuyển, chân gà tiếp xúc với rất nhiều môi trường bẩn như mặt đất, rác, thậm chí là nơi các chất phân hủy hay xác động vật. Chính vì thế, dù làm sạch sẽ đến đâu thì ở chân gà luôn tồn tại một mối nguy hại gây nhiễm bệnh, đặc biệt là bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Đối với những chiếc chân gà có ngâm tẩm quá chất hay bảo quản trong thời gian quá lâu, người sử dụng có thể bị ngộ độc cấp tính, gây viêm hệ thống đường tiêu hóa, nặng hơn là có thể gây biến đổi tế bào, gây ung thư, suy thận, suy gan. Chưa hết, ngoài việc gà không nguồn gốc, nhiễm khuẩn hay cách chế biến vô cùng ghê gợn, thì những dụng cụ để nướng, ướp chân gà cũng chưa chắc đã bảo đảm vệ sinh. Những cách chế biến chân gà gây đầu độc kể trên đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai thích món quen thuộc này. Hãy là một người tiêu dùng thông minh, chọn lựa những thực phẩm vệ sinh, rõ nguồn gốc để ăn kẻo lại rước họa vào thân.